Hi, chào mừng các bạn đến với channel của Alex. Hiện tại mình là Real Estate Agent tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Hôm nay Alex sẽ đưa các bạn đi coi một căn nhà có thể nói là rất rất đẹp. Khu nhà này của builder nổi tiếng Grand Homes nằm tại thành phố Parker của Collin County. Sơ qua về thành phố Parker thì đây là một thành phố khá là nhỏ, nằm ở phía bắc của Dallas, nằm kế đến thành phố như là Plano, Allen, Murphy, Lucas. Thành phố Parker chỉ có khoảng 5.000 người trong thành phố này thôi. Tuy nhiên điểm nổi bật của thành phố Parker là những cái nhà ở đây đất rất là rộng, từ 1 tới 2 acre lot, nó tương đương khoảng từ 3.000 tới 7.000 mét vuông nếu đổi ra đơn vị. Như thu nhập của dân cư của trên Plano, của Parker cũng rất là cao, income rất là cao. Khu vực của Parker nó cũng nằm trong Plano ISD, Allen ISD là khu vực cái trường học rất là tốt. Thuế của thành phố Parker cũng chỉ khá là rẻ, chỉ khoảng 2% một năm. Một điểm đặc biệt nữa là thành phố Parker đã lọt một trong top 5 thành phố đáng sống nhất tại khu vực Dallas-Fort Worth trong 10 năm trở lại đây. Nó đây một thành phố rất là đáng sống. Quay trở lại với cái khu mà chúng ta sẽ coi ngày hôm nay, đó là một khu của nhà builder Grand Homes. Cái khu vực nó tên là Whitestone Estate. Thì ở đây nó có rất nhiều các mẫu nhà khác nhau, cái giá của nó dao động từ 1.3 triệu tới 2 triệu đô. Cái size nhà cũng vậy, nó có rất nhiều option lựa chọn cho mình, từ 3.900 square feet tới bự nhất là 6.800 square feet. Home size, cái khu vực, cái diện tích đất đây cũng từ 1 tới 2 acre, nó rất là rộng. Thì về cái floor plan ở đây nó có khoảng 10 cái mẫu nhà khác nhau nên rất nhiều option để cho các bạn lựa chọn. Hiện tại thì họ đã bán hết cái khu vực phase thứ 2, thì cái phase thứ 3 họ sẽ sắp tới họ sẽ bắt đầu mở bán. Thì nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về giá cả thì Alex có thể update cho các bạn biết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan cái nhà model rất đẹp mắt. Let's go. Rồi, hiện tại chúng ta đang đứng trước cái nhà model của khu vực Grand Homes tại đây. Cái mẫu floor plan này nó là Grand Whitestone. Thì cái mẫu floor plan này đúng ra nó sẽ có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm. Nó rơi vào khoảng 3.900 square feet. Cái giá của nó sẽ là 1.689.900. Thì với cái model này á, thì họ đã toàn bộ upgrade, số tiền upgrade của họ lên tới 450.000. Thì họ sẽ có là 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm. Rất là đẹp. Phía bên ngoài các bạn sẽ thấy nó rất là lộng lẫy. Cái size mà phía trước của nhà thôi đó là 145 feet, rất là rộng. Chạy về phía sâu, chính xác cái lot size của nó là 1.68 acre. Nó tương đương với khoảng gần 7.000 mét vuông nếu đổi ra đơn vị. Thì về chạy về phía sau nó sẽ chiều dài của nó sẽ là 245 feet. Thì cái nhà model này chúng ta sẽ thấy được là họ kết hợp rất nhiều giữa cái whitestone, cái đá trắng cũng như cái màu gạch màu trắng, nó rất là đồng nhất. Điểm nhấn của nó là những cái frame họ sơn cái màu đen, màu nâu tối thì nó sẽ tạo ra cái điểm nhấn của căn nhà. Những cái mái ngói cũng vậy, tạo nên cái kiểu cách cho căn nhà. Thì các bạn thấy phía trước nhà đã rất là sang trọng và lộng lẫy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vô bên trong xem nó có rất nhiều điều thú vị bên trong căn nhà. Đi thôi. Xin mời các bạn vô bên trong căn nhà coi nha. Thì các bạn bước vô căn nhà sẽ thấy rất là lộng lẫy ngay phía trước của chúng ta. Toàn bộ cái căn nhà mở rộng trước mắt, toàn bộ cái sàn này là sàn gỗ hardwood floor. Thì họ đã xài cái màu vân gỗ tự nhiên rất là mắc tiền, rất là
đẹp mắt. Những cái trim, cái base của họ làm ở đây cũng là 5 inch, 6 inch thì nó rất là chắc chắn. Đi sâu vào bên này thì chúng ta sẽ thấy là một cái không gian, cái khu vực living room rất là thông thoáng, rất là mở rộng. Trần nhà là high ceiling, trần nhà rất là cao, khoảng 20-24 feet. Nhìn điểm nhấn của các bạn khi thấy căn nhà này đó là tất cả những cái cửa sổ của nó đều là cửa sổ một miếng thôi, miếng rất là bự. Có khoảng 8 miếng cám cửa sổ bên này và khoảng 5-6 cửa sổ bên kia. Nó lấy được toàn bộ cái ánh sáng tự nhiên vô cái căn nhà này, nó rất là đẹp. Phía đầu tiên bước vô thì bên tay trái sẽ có một cái office room. Office này rất là đặc biệt, họ xài những cái ban đo, những cái cửa kéo ra kéo vô, rất là kiểu cắt, rất là đẹp mắt. Bên cái phòng office này nó cũng rộng để được một cái bàn làm việc. Họ build thêm cái tủ để trưng những cái đồ trang trí ở đây, rất là lạ. Đó, hai bên thì họ xài hai cửa ban đo. Các bạn có thể thấy cái cửa ban đo rất là mắc tiền nha. Nó tiết kiệm diện tích cho căn nhà cũng như tạo thêm cái điểm nhấn cho căn nhà. Đi tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy phòng khách và cái phòng bếp nó hoàn toàn là mở rộng, nó kết nối với nhau rất là thông thoáng. Những cái mà material họ xài trong nhà này đều là rất là mắc tiền, rất là sang trọng. Cái đèn chùm các bạn thấy, cái phòng khách sẽ thấy nó rất là độc đáo. Tiếp đến cái khu vực bếp này, các bạn thấy nó cực kỳ là rộng. Đó, rất là mở rộng cho chúng ta có thể thấy một cái bếp. Họ có một cái counter bên này, họ có cái island ở giữa. Tất cả các tủ bếp họ xài cái loại đá granite rất là sang trọng, rất là mắc tiền. Thì họ có thể làm cái breakfast bar, ngồi ngoài ăn uống ở đây cũng được. Hay là họ một cái bàn buffet khi mà có tiệc cũng rất là tốt ở đây. Trong cái phòng bếp này thì điểm nhấn của nó cũng rất là nhiều, khi mà toàn bộ cái tủ bếp họ là 42 inch, họ sơn những cái tủ kệ ở dưới màu đen đối ngược với nhau. Đó, cái bàn sinh ở đây là bàn sinh single bowl, là một cái sinh thôi thì nó rất là rộng. Đi sâu vô bên này chúng ta cũng sẽ thấy được là cái hệ sống ở đây họ xài gas. Đó, họ có tới 2, 4, 6, có tới 7 cái gas burner thoải mái để cho các bạn muốn nấu ăn ở trong cái phòng bếp này. Có cái vent hood đi lên thì hai cái bên này chúng ta sẽ thấy là họ ốp gạch ở đây chạy hết lên trên trần, thì nhìn cái bếp nó rất là cao, rất là thoáng. Đó, bên này cũng sẽ có thêm một khu vực để bàn ăn nữa. Bàn ăn này cũng rộng, có thể để được 8 người, 10 người có thể cái bàn ăn 8 người, 10 người ngồi ăn ở đây. Đó, thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái điểm lạ của nhà này đó là toàn bộ cái phía đằng sau á đều là cửa sổ một lớp thôi, một miếng thôi. Thì cửa sổ này lấy được toàn bộ ánh sáng tự nhiên cho vô cái căn nhà của mình. Đằng sau này nó có cái hồ bơi thì cái view nó rất là đẹp. Đó. Tiếp tục đi về phía bên này, đi qua cái khu vực bếp này thì tới đây nó sẽ có, bên này nó sẽ có một cái tủ rượu. Họ làm cái tủ rượu này để nếu như các bạn muốn để đồ you know, làm cocktail, mọi thứ nó để ở đây. Phía bên này sẽ có một cái thêm một cái phòng nữa, họ đang làm là phòng game room. Thực tế thì cái phòng này các bạn có thể làm thêm đậu xe gara được. Nhà này là đang đậu 2 hoặc 3 chiếc, có thể làm 4 xe, đậu xe 4 được chiếc xe cũng được. Thì cái phòng này một phòng game room cũng rất là thoáng. Họ design rất là kiểu cắt, họ có cái phần bên này là nó extend, nó làm rộng ra thì có thể ngồi đây. Chúng ta có thể ngồi đây để mà chơi uống rượu hay là chơi khi mà game room, có cái bàn bia ngồi đây chơi, nó cũng rất là thoáng. Đó, thì cái view của cái sân sau nó rất là đẹp. Từ cái khu vực phòng khách á, phía bên tay trái chúng ta sẽ đi vô cái phòng master bedroom, cái phòng ngủ chính của căn nhà này. Cái phòng master bedroom này cũng rất là rộng. Các bạn có thể thấy là có thể để được một cái king size bed, một cái giường lớn ở đây, kệ để đồ, để tivi ở đây cũng được. Toàn bộ cái căn phòng này thì trần nhà là vaulted ceiling, trần nhà rất là cao. Họ xài những cái miếng gỗ, những cái miếng beam này, nó tạo nên cái điểm nhấn cho cái căn phòng. Ba cửa sổ kia họ cũng có extended, họ làm cái chỗ kia có thể ngồi chơi, cũng rất là dễ thương. Đó. Bên này thì thấy một cái phòng master bathroom, cái phòng tắm rất là lộng lẫy. Tất cả những cái chất liệu họ xài trong này rất là mắc tiền. Các bạn có thể thấy sàn nhà dưới này không phải là gạch thông thường, sàn nhà này là đá, cái loại đá tự nhiên, họ ốp hết gạch, ốp hết đá ở dưới này. Phòng tắm cũng vậy, họ xài những cái miếng đá rất là dày.
thì có thể nhìn, các bạn nhìn thấy là cái lộng lẫy của nó, cái rất là chắc chắn, tạo ra cái cá tính cho cái phòng tắm này. Thì cũng có một phòng tắm đứng, walk-in shower, có cái bồn tắm nằm ở đây. Đá granite countertop nó cũng rất là bự, rất là dày. Có hai cái bồn sinh cho chồng xài, vợ xài đây, rất là thuận tiện. Thì cái closet bên này cũng vậy. Cái closet này nó cũng toàn bộ, các bạn thấy họ upgrade cái này, toàn bộ là họ ốp đá rất là chắc chắn. Cái closet này cũng rộng rãi, thoải mái để đồ quần áo trong này. Đó. Thì đó là cái về khu vực master, phòng ngủ chính, phòng tắm ở đây. Chúng ta sẽ đi vòng lại ra phía phòng living room thì sẽ có thêm cái khu phòng ngủ bên đó nữa. Rồi từ cái khu vực phòng office room này, chúng ta sẽ đi thêm, sẽ có một cái phòng ngủ nữa ở bên này. Một cái điểm mà rất là đặc biệt và rất là hay ở căn nhà này là toàn bộ 5 phòng ngủ này, mỗi phòng đều có một cái phòng tắm riêng cho mình. Thì đây là cái phòng ngủ thứ hai trong căn nhà này, nó có cái cửa sổ hướng ra phía trước của căn nhà. Cái size phòng ngủ này cũng rất là rộng, trần nhà cao tới 11 feet thì nó rất là thoáng. Đó, thì bên phòng ngủ này họ cũng rất là rộng rãi để được cái giường queen hoặc là giường twin ở đây, có tủ để đồ bên này, có một cái phòng tắm riêng. Phòng tắm này thì size trung bình thôi, nó có cái bồn rửa mặt cho chúng ta, có cái bồn tắm đứng walk-in shower, nó rất là thuận tiện khi mà có những cái phòng ngủ ở dưới nhà trệt thì gia đình rất là thuận tiện khi mà vừa xài phòng ngủ và có cái toilet riêng cho mình, rất là riêng tư. Bây giờ đi quay lại cái phần hallway thì chúng ta sẽ thấy những cái có, sẽ có thêm hai cái phòng ngủ nữa ở dưới lầu này, bởi vì nhà này có tới 5 phòng ngủ lận. Đó, các bạn sẽ để thấy là thiết kế trong căn nhà này rất là thuận tiện, những cái phòng ngủ có thể là tách biệt riêng với nhau, nó không gần với cái phòng master của thì ba mẹ tách biệt riêng, con cái có những cái không gian riêng cho mình. Đây chính là cái khu vực mà có thêm hai cái phòng ngủ tiếp theo. Thì như mình nói đó, mỗi phòng ngủ đều có thể có một cái phòng tắm riêng cho mình. Thì cái phòng ngủ này, phòng ngủ tắm tắm nó không nằm ở bên trong, nó nằm bên ngoài, bởi vì riêng phòng này sử dụng, hoặc là khách tới chơi sinh hoạt thì có thể sử dụng cái phòng tắm ở bên này. Thì nó cũng khá là cơ bản, có cái bồn tắm đứng, họ ốp gạch cũng sạch sẽ, bàn đá granite countertop ở bên này. Bên trong cái phòng ngủ thì size của nó cũng khá là ok. Nó có tới hai cái closet, hai tủ đồ quần áo lắm. Một closet ở bên này. Thứ hai, nó có thêm một closet để đồ bên này cũng rất là rộng. Thì chúng ta có thể để được rất là thoải mái trong cái không gian của cái phòng này. Đi tiếp theo sang bên này, thì hai phòng ngủ nó nằm kế với nhau. Tuy nhiên là cái phòng ngủ bên này nó sẽ có một cái nhà tắm riêng ở bên trong. Đó. Thì cũng rất là tương đồng với bên kia. Cái phòng ốc nó size nó cũng rất là rộng rãi, có cửa sổ, ba cửa sổ hướng ra phía trước bên ngoài, lấy được cái ánh sáng tự nhiên. Bên này sẽ có một cái phòng tắm riêng. Đó, phòng tắm này cũng size cũng khá là tốt, bàn đá granite countertop, cũng có cái bồn tắm nằm. Đó, rất là thuận tiện, các bạn sẽ thấy cái sự riêng tư. Mỗi một cái phòng đều có một cái restroom để cho một cái phòng tắm để cho mình sử dụng, rất là thuận tiện. Khi mà đi lên trên lầu 2 thì thực tế cái lầu 2 này nó giống như là một cái, nó gọi là gác lửng thôi, bởi vì nó không quá là toàn bộ căn nhà, nó chỉ có một cái không gian ở bên này cũng tương đối là thoải mái cho mình làm cái game room, có thể để những cái bộ sofa ngồi đây coi TV, chơi game hay những cái bàn chơi game ở đây. Đó là cái không gian ở trên này. Toàn bộ sàn nó cũng ốp là cái sàn gỗ rất là đẹp mắt. Bên này, trên này, cái game room họ cũng sẽ có phòng tắm để mà khách lên trên này chơi có thể sử dụng được cái này. Và nó có thêm một cái bedroom là cái phòng ngủ thứ 5 ở trên này. Nhà này rất là nhiều phòng ngủ nha các bạn. Phòng ngủ thứ 5 ở trên này. Thì phòng ngủ này cái size thì nó nhỏ hơn ở bên dưới một chút xíu, nhưng mà nó có rất là nhiều cái closet, cái tủ để đồ, double door, cái tủ để đồ ở đây. Rồi nó có thêm một cái khúc extended, nó làm thêm rộng ra bên này. Thì giống như để một cái bàn ngồi chơi office hay là để đồ trên này nó cũng được. Thì nó rất là thoáng. Thì đó là những cái mà floor plan ở trên cái lầu 2 họ có. Khi mà bước ra cái sân sau của căn nhà này, các bạn sẽ thấy cái backyard của nó rất là lớn, rất là rộng. Bên này có cả một cái khúc này họ làm cái patio rất là dài. Họ ốp gạch thế này rất là sạch sẽ. Trên mái nhà, trên mái cũng ốp gỗ rất là cao. Thì họ cũng có một cái lò sưởi ngoài này để cái bộ ghế sofa, để cái tivi ở ngồi ngoài này chơi. Mùa hè hay mùa đông thời tiết cũng rất là thuận tiện để ta ngồi đây chơi. Có thêm cái bàn ăn ở bên này nữa.
bên tay trái này, phía hậu sân sau sẽ có một cái hồ bơi. Hồ bơi này thì nó chỉ nhỏ nhỏ, xinh xắn để chúng ta chơi vui chơi ngoài này thôi. Bên này họ cũng có thêm một cái mái che để mà làm, có thể thêm một khu để chúng ta ngồi chơi nữa. Thì như các bạn thấy đó, với cái nhà tới 1.6 acre, đất nó rất là rộng. Cái backyard của nó, ngoài cái khu vực patio lớn này, chúng ta còn thêm rất nhiều diện tích có thể làm sân tennis, sân chơi basketball, trồng thêm cây cối hay là rất nhiều thứ, rất nhiều cái hoạt động chúng ta có thể chơi, vui chơi hay làm cái sân phía sau này. Thì tới đây Alex cũng xin kết thúc cái video ngày hôm nay. Nhân dịp Giáng sinh, Alex cũng chúc mọi người, có một những người đã theo dõi, anh chị, cô bác, bạn bè, tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cái channel của Alex trong thời gian vừa rồi, một cái Giáng sinh thật là ấm áp và vui vẻ. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.